Chào các bạn, mình làm việc đây. Đây là sản phẩm được rất nhiều bạn quan tâm và tới bây giờ vẫn còn quan tâm. Mặc dù đã ra WOM V9 bản thứ nhất, hay sắp tới là RF3M V2 bản thứ nhất, nhưng mà các bạn vẫn còn quan tâm sản phẩm này. Và tại sao mình lại nhắc hai lần gọi là bản 1? Vì trên tay của mình là X-Men Todo V3 phiên bản đầu tiên. Chỗ này biết là standard gì đó. Nói chung là tiếng Anh mình hơi tệ một chút, các bạn thông cảm nha. Nhưng mà hai cái phiên bản này mình đọc được là Flagship và Pioneer. Todo V3 bản đầu tiên thì nó sẽ có cái gì? Nó cũng sẽ y chang như là Todo V2, nhưng mà nó chỉ thay thế bên trong là nhựa primary và hệ thống chỉnh ốc kép là có thể tự động chỉnh bằng tay chứ không cần dụng cụ như là Todo V2. Mình sẽ nói nhanh hai phiên bản còn lại của Todo V3 nha. Bản flagship gọi là bản tầm trung đi thì nó cũng sẽ có nhựa primary và hệ thống chỉnh ốc kép bằng tay, và nó có thêm cái phần bone core này. Đây là cái phần đắt giá nhất của Todo V3. Và bản cao cấp nhất là phiên bản Pioneer thì nó cũng y chang vậy, nhưng mà nó sẽ có thêm cái gọi là mắt clip ở đây. Nếu như bạn nào muốn tiết kiệm á, thì có thể mua phiên bản đầu tiên này và mua thêm mắt core và cả mắt clip thì nó sẽ có phiên bản cao cấp nhất này luôn. Nhưng mà mình nghe nói là nếu mà các bạn bật ốc ra á, thì nó cũng sẽ có nguy cơ là bị vỡ cái core đó, nhưng mà đó chỉ là cái rủi ro thôi, nên nó có thể xảy ra hoặc không. Nhưng mà nói chung là nếu như mình có đủ điều kiện á, thì mình sẽ mua bản flagship chơi là đủ rồi. Todo V3 thì nó cũng không có gì lạ cả nên mình sẽ nói nhanh thôi. Tổng quan á, thì nó sẽ không khác gì Todo V2, nó chỉ khác cái là họa tiết của Todo V3 thôi. Một cái túi màu trắng in logo của X-Men Tornado, một cái khăn lau Rubik, và trong cái khăn này nó cũng có in cái hình của X-Men Todo luôn nha. Ngày xưa chỉ có một cái sầm của Gan mới được một cái thẻ như thế này, nhưng mà bây giờ mua Todo V3 cũng đã có luôn. Thẻ thì cứng nha, trong thẻ giấy. Một cái que chọc sim, cái này là để chỉnh 500 của Todo V3. Một tờ giấy hướng dẫn sử dụng Todo V3, đây nè, đây là các công dụng của que chọc sim nè, để chỉnh 500. Và không thể thiếu là tờ giấy hướng dẫn dạng Rubik. Bây giờ đã có C-Fox rồi nha. X-Men Todo V3. Cái hộp á, thì chắc chắn nó sẽ khác với phiên bản Todo V2 rồi. Todo V2 thì cái hộp nó sẽ là màu trắng, nhưng mà nó dựa trên thiết kế của các sản phẩm The Vogue như là Vogue 3, Vogue 2, Vogue 4, Vogue 5. Cái hộp của phiên bản V3 này á, thì mình thấy nó khá là tiện nha. Thứ nhất là nó sẽ đi đôi như thế này, các bạn không cần phải dỡ hai mảnh ra. Cái thứ hai nữa là nó sẽ có 500 để giữ này. Đó, khi đóng vào chắc không? Chắc chứ, nhưng mà các bạn cầm ngược lại thì nó chỉ bị rớt nha. Đó, nếu mà các bạn cầm ở cái phần đuôi á thì nó sẽ không rớt, mà cầm phần đầu sẽ rớt. Rồi, mở ra. Rồi, X-Men Todo V3. Cũng khá lâu rồi mình chưa cầm lại con Todo V2 nên mình sẽ cảm nhận kiểu là sơ sơ thôi nha. Thì nhìn tổng quan á, mình thấy nó cũng khá là giống như là Todo V2. Cái thứ hai nữa là màu sắc á, nó sẽ sáng hơn. Tại vì con Todo V2 ở trong nó sẽ toàn là màu đen, còn Todo V3 ở trong sẽ toàn là màu trắng, nên nhìn tổng quan á, nó sẽ sáng cái màu hơn. Nhưng mà cũng phân biệt rõ giữa các màu tối và các màu sáng nha. Màu tối này, màu sáng này. Về gọi là cái phần tiếng ồn á, thì nó sẽ không bằng con Todo V2, nhưng mà nó cũng không phải là quá ồn. Todo V2 độ êm nó là 10 á, thì con này sẽ là khoảng 8,5 ấy, cỡ đó. Tại vì hai cái chất nhựa sẽ khác nhau mà. Về cảm giác chơi á, thì mình thấy nó nhanh nè, nhẹ nè và thoải mái, và nó đáp ứng hầu như là tất cả các kiểu phần trước của mình luôn, theo cách mình thôi nha. Còn cách của các bạn thì mình cũng chưa chắc đâu, thì tham khảo thôi mà, mỗi người một cách. Mình tưởng nó vẫn là cái kiểu mắt kho giống như là G11M, cái loại đó. Hèn gì trước đó các bạn hỏi mình là cái phần kho mắt kho của con Todo V3 là kiểu mắt kho mới hay là mắt kho cũ. Thì ra là họ vẫn chơi theo kiểu giống như là bone core bên Muju. Nhưng mà không phải nha, là họ sẽ để lộ 500 luôn chứ không có bao kính 500 như là bên Muju. À, cái này thì mình không phải so sánh cho hai hãng nha, mình lấy ví dụ thôi. Cái này giống như kiểu là các bạn phải cần một cái bộ kit nữa để các bạn gắn vô cái phần chân góc này, chứ nó không có làm ra một cái lỗ luôn để cho các bạn gắn 500 vào. Tại vì cái lỗ như thế này không phải cái lỗ của 500, nó là một cái lỗ để các bạn gắn cái bộ kit mắc co vào. Nhưng mà thôi, nhà sản xuất cũng trang bị cho các bạn thêm một cái đồ đã mắc co rồi. Đấy. Rồi, còn lại cái phần góc nha. Phần góc thì nó cũng y chang là Todo V2, nó sẽ có rãnh ma sát hình Spider-Man.
mang nhãn như thế này. Và 500 để lộ ra vẫn là màu đỏ và viền là màu vàng. Chân gốc thì nó khá là đơn giản. Bên cạnh này thì ở trên viên cạnh nó cũng sẽ có đánh số 1, 2, 3, 4, 5. Thực ra thì mình để ra vậy thôi, trước đây nó chỉ có dấu trừ và dấu cộng và 3 chấm ở giữa. Nhìn qua primary thì các bạn sẽ hơi khó thấy. Đơn giản thì các bạn xoáy đường dọc này nè, xoay càng về phía dấu cộng thì lượng 5 chấm sẽ càng mạnh, chỉ vậy thôi. Phần góc thì y chang như là Todo V2. Đây cho bạn coi kỹ là cái phần kho ở trong này. Đấy, ở trong họ đã cẩn thận bắt vít luôn nhăn. Vấn đề ở đây là các bạn chỉ cần gắn 500 làm sao đó cho nó chắc và nó không bị rơ thôi. Còn lại cái phần gọi là kho ở trong á thì mình nghĩ là nó sẽ không bị rớt đâu. Hôm nay thì mình mở cái phần tâm luôn cho các bạn xem. Đây là hệ thống chỉnh ốc kép. Ốc kép này á thì nó cũng sẽ không có hai lỗ như là trên Todo V3, nhưng mà nó sẽ có một cái tay cầm. Nhưng mà ở đây nó sẽ có một cái tay cầm và các bạn có thể hoàn toàn chỉnh bằng tay. Nhưng mà ở đây thì mình phải cần một cái sự trợ giúp của quy chọc sim. Tại móng tay mình ngắn quá. Đây này, mình phải cần một cái sự trợ giúp ở đây. À, không biết là mình mở lộn không ta? À rồi. Mình mở ngược bên các bạn, bên này mới đúng. Hay gì mở không lên. Rồi thì các bạn chỉ cần cầm và chỉnh thôi. Cái phần là nằm xuống á, thì nó sẽ có một cái lỗ cho các bạn để các bạn biết là đang ở mức nào. Cái ốc kép này á, hiểu đơn giản là các bạn xoay cùng với cái đồng hồ á, thì nó sẽ là xoay cái vòng ở ngoài. Nghĩa là nó sẽ đi từ dưới lên. Và các bạn xoay ngược cái đồng hồ á, là nó sẽ xoay số ở trong và nó sẽ nén từ trên xuống. Nghĩa là nó sẽ có hai kiểu như thế này. Các bạn vòng ngoài đúng không? Thì nó sẽ đi lên như thế này. Rồi cái vòng vòng nhỏ đúng không? Thì nó sẽ đi như thế này. Đó. Là lần sau nó sẽ nén đôi. Ok. Thì chung này các bạn có thể tìm hiểu thêm ở trong cái tựa như sử dụng này. Cái này nó sẽ có 5 số. Nhưng mà các bạn có thể tùy biến ra 125 cái cách chỉnh ốc khác nhau. Todo V3.1 thì nó chỉ có như vậy thôi. Tại vì đây là một cái bản đơn giản, cơ bản. Nghĩa là giống như là Todo V2 trở lên. Nhưng mà nó chỉ cải tiến thêm. Đó chính là cái phần nhựa là primary. Ốc kép chỉnh được bằng tay và kích thước nó sẽ tăng lên khoảng 0,5mm. Tại vì con Todo V2 á, có một số bạn đo là 54 mấy á, và có một số bạn đo là 55. Đấy, nhưng mà cái khối này sẽ là 55,5. Bây giờ thì mình sẽ làm vài show cho các bạn xem nha. Mất công review, khen mà chơi thì nó tệ thì sao. Tổng kết lại á, thì khối này khoảng đâu đó dưới 200.000 cũng là một sự lựa chọn cho các bạn. Ngoài những cái là màu sắc nó cũng tương đối đẹp nè, nhựa primary nè, 500 có thể tùy chỉnh nè, và ốc cũng tùy chỉnh luôn. Và đặc biệt là nhà sản xuất cũng trang bị cho các bạn sẵn để các bạn mắc kho luôn. Các bạn chỉ cần mua bộ kit thôi. Đương nhiên là các bạn cũng sẽ mua một cái bộ kit để bạn gắn vô cái phần gốc. Nhưng mà cái phần kho các bạn không cần phải gắn thêm nữa. Tại vì cái phần kho gắn vô thì nó sẽ hơi phức tạp một xíu. Thì để có sẵn rồi, các bạn chỉ cần gắn 500 vào thôi. Bây giờ các bạn bỏ ra một cái giá khoảng tầm 100 mấy để các bạn mua bản thứ nhất này. Các bạn thêm 100.000 nữa để các bạn mua cái gọi là mắc kho á, thì cái giá nó vẫn rẻ hơn phiên bản Pioneer. Nhưng mà theo ý kiến riêng của mình nha, ý kiến riêng của mình, nếu mà nói về Todo V3 thôi á, thì mình sẽ chọn là Todo V3 Flagship. Tại vì mình không nhất thiết phải có mắt clip và mình cũng cần phải có bone core, ở chỗ đó cái mắt core, để mình chơi cảm giác nó lạ lạ hơn thôi.